Rồi giờ chị mình đi lên xe đi bản nào? Bản Tà Phi vậy? Tà Vang. Tên thằng này là thằng chi? Thằng chi? Thằng Dương. Dương. Dương sẽ là lo cái vụ đi Tà Vang nha. Đi. Đi là phải về đấy nhá. Kỳ trước là nó kêu là lady first, là phụ nữ trước. Giờ chị nó đổi qua là dog, là chó, là first. Chó mèo chưa? You filming it? Yeah, you take a picture. Don't ever play that. Put an happy face on it. So they block. Oh my god, là cái gì hả cô? Không phải là thằng chú. Là chú tôi. Đây đó coi. Cái gì mà nó làm mình sửng sốt là mình nói oh my god. Là chú tôi đó. Nếu mà phải nói ít hơn là trời đất ơi. Dạ vâng. Cô chú sống ở bên nước Mỹ là thành có theo đạo Phật gì không? Đạo Công giáo ạ. Dạ. Đạo Công giáo từ hồi Việt Nam. Dạ vâng. Con đi theo đạo Tin Lành. Tin Lành ạ. Look at this hotel, honey. Scary, scary hotel. Next time, next when we come over, then I need to sit over your side. Why? So I don't see it. Cái điểm này check in chỗ này đẹp á ha. Pao. Pao Sapa. Nó xa quá à. Nặng quá. Mình đi đâu xa quá. Nó nằm ở trên cái đồi. Mùa này đang làm lúa. Chưa có hàng em hả? Mới bắt đầu. Ta đã gieo mạ xuống chưa hay là mới đào đất thôi? Người ta gieo mạ hay là người ta cấy? Cấy rồi hả? Hello everybody. Xin chào. Xin chào. You guys enjoy the view? Oh yes. Đẹp quá. Hết sảy. Hết sảy có mùa bảy. Thank you.
Sao không về về đây ở? Đây là cậu mợ. Thì ban đêm về đây ở đây. Tại sao về đến đây nhỉ? Cách trung tâm xa. Ồ. Cây nên là lắm lúc là chạy đến 1-2 giờ đêm là mình không về được. Đúng rồi, nó khuya, đường này nó hơi nguy hiểm chứ. Cả mấy mảnh cả nhà đấy. Đó, mặt ruộng với nhà luôn. Cái đây luôn. Đây là cái cục đá lâu đời nhất của bãi đá cổ. Cái này khoảng gì mấy cũng là nếu mà nó cổ lấy nhất cũng gần ngàn năm rồi đấy. Người ta viết lên đó hả? Đây là có một cái có cục đá này được người ta nói là cái ta gắn ta viết cái gì lên đây mà không ai đọc được thì không ai hiểu. Có đây cả mấy đời trước rồi, lâu lắm rồi. Cục đá này kia là cục đá cổ. Nhìn xuống một cái thung lũng. Mình lái xa xuống. Chào Trắng Sĩ ạ. Okay. Vitamin Go Go making a lot of noise. What? What happened? Trên đường thì nhà mình có ghé cái quán cà phê này. Rất là đẹp. Ngồi uống cà phê. Nhìn ruộng bậc thang. Dưới kia là thung lũng Ta Phi. Một cái view quá chuẩn luôn. How do you like the view so far? We're on top of the world. Yep. I can't believe they didn't sell this land for $2 million. Not the, this one, the one down there, the one that we cannot get down. Yeah. Yeah. $2 million? Yeah. US. $2 million US. Offer $2 million, but no taking.
take the 2 million but only give them half, and then you just move away the other half. So. Yeah. Khung cảnh quá là bình yên. Ngồi đây uống ly cà phê. Nhìn trời, nhìn mây, nhìn núi. Nó còn chạy lẹ hơn là xe nữa. Ráng lên. Ồ, cái thằng áo vàng này nó gần thế. Ồ, thằng áo xanh thắng rồi. Two, and if I can't figure out who to give them to, I'll pass it on to you. Hey, cow! Did you put them together? Yeah, I spin it. Look like metal, huh? I've never seen this before. I don't know. Hot pot pho! Yeah. The more you put, the more you put. I just can't do it. It's literally boiling in my mouth. Just hold your spoon out for a minute. It's a rough. Huh? Whoa! You just went for it. Hot? Water pipe. Bỏ xuống đi em, từ từ em đưa cái đây làm. Người nào lo người đấy cho mọi làm. Khoảng quá. Okay. You know water? It looked good, but how's the taste? I just burned my fingers. Pretty good. Pretty good? The soup tastes good? I don't know, it's too hot. Give me a second. Em ơi, anh cho một ly, một lon coca. Water. Xin chào. Where are we going? Sapa TV. Sapa TV. I don't know what that means. Sounds like a radio. He's a YouTuber. A famous YouTuber. Up here. His place. He has a restaurant here? Yes. He has a restaurant, he has a hotel. What? Sounds like he's not a YouTuber. No, he's a YouTuber. What came first, the YouTube or the hotel and restaurant? YouTuber. He was travel tour guide. Uh-huh. Then he TV. Bao nhiêu tiền em? 6 người em. Welcome to Sapa TV. Anh Hải là giờ trời đang ở dưới miền Tây phải không? Vâng ạ. 19 Hoàng Văn Thụ. Anh
what you're talking about. Hello. No, that's not buffalo, man. That's horse. That's buffalo. What are you? You crazy? Look at the horns. He's blind. But they knocked out the whole horse? I think they're burning the skin off the hair. No, not the horse. That's a horse. That horse. It's got horns. Let me see. The buffalo. That's a buffalo. Oh yeah, that's a buffalo. So currently, we're doing two. I've never seen the animal. That's the next section. Này nhé, đây là nước chấm thần thánh của Sapa đấy. So right now he's doing the from north to south. Chấm chéo. The whole video. I think it took him over a month already. And he went with three different other YouTubers. He's trying to help. Remember when we went to the last bridge? Okay. Cheer. We really only sip it? Yep. Don't drink it. 1, 2, 3, yo! Sip it. It's good. Don't burn. It's not burning, it's sweet. Yeah, sweet. What is that? Nice one with, I think, some kind of fruit. No, like, yeah, something fruity. It's fruity. Good. Those scented erasers. It's light, you know, get down with water, you find that. What is this? Pork with minced pork. Wait, That one is a mockery of the fish. Ooh, cá gì vậy? Việt Nam mà bắt buộc phải run around the whole life.